30 nắng bà cứ nhom ba mọc thôi ca sầm phe nhom ba thôi ca sai nơi oi khang à bao khăn po san chơi dưỡng đẹp bòn nâng krong bậc xa khăn đại không ăn tí bay nắng đại quạt ban bên cả tăng chất đầm bay pe để chụp chân áo nắng hay pe đại bệnh chụp băng chạy đón ấy có chụp ôn pro bà đòi chạy đón pe đại bệnh chụp ca sai hoặc nhom nắng nhom đào màu nắng có ban khơi ôn pro màu nắng tha yang mấy cái tôi ôn pro màu chuẩn bị xuống nhom mấy xu no mấy nhom mà tít tít nhom mấy xu qua thật ta mua là hai đầu với ở ban chỉ quạt ở mà xua nhóm hai quạt ban bật chẹt phải áp bị bập vót phải quạt hai môi viên tiền nâng quạt ban xong ở trong ba nâng to quạt quạt thắng bong bong chỉ nét sao bò miền men nhóm thả ba nhóm trang vàng sao bò miền CSK bong ai chui trong ban ọt chẳng hạn hay nhóm quạt toàn đang thật ta quạt miền bảy hai đây tôi tập pi lấy nhóm xua quạt tăng ngày nút để sao được nhóm miền ca bình nháp nhóm từ bàn từ tiệc rồi bàn sân giá tha năng một thôi ca sầm yếp ôn nơi ngay bẩn tọp bà nhóm bà tọp của bàn một đôi ở quay để khi mà tam ca nát bọc ôn để chạy đón ôn bàn xu nom thắng bong ai ôn nâng cương miên chủng ngư bạch trăm cai hơi mình miên thạ vị ca sầm yếp tập chia ba khuôn tê bà chỉ riêng loa ngay đi cứ ôn miên ca chú chạp không chỉ người bảo ôn nó hai tay để thử tập bệt hay tập lọp mà quên nhà khi khóa sợ hơi chẳng chẳng ná quạt thạch không niêm khi ông bà thì sẵn sàng bảo miên ở chui sập sai đầm bẫy sai xoay rộp nơi thạo vi ca ở sầm mẹp ở chui quạt về để quạt miên chỉ người nâng hay sừng khâm thả sập rồi chôn đại bản chôn mơ tam bảy dạ phê khi ông bà đi bà đầm mơ hay ở bên tiết dương đường thưa ca sầm phe quạt thạch tam chủng ngư và con ấy còn cả tăng bị pel na hơi rồi hôn tăng bị nam nam đó rồi hôn nó bên đi mua hai là vấy bàn con mà sạn nơi không quan đi nhưng chăng dương châu rùm tam đan tôi sạn ngon đi anh thưa ca xã su quan ngon đi bình mà tôi chuẩn bà đã chú chay rồi lấy năng xe bò miếng đi nhắm ngôi món bà su đây ôn miếng su bà ôn a giờ bị chết chúng muốn tích bán ôn nhóm bàn chmô sọc văn nạ bàn nhóm mô tô chăm đi nhóm mà dụ mô phê bằng mũi chăm hai mô phê bằng mũi chăm hai bàn chẳng xu hình tính mà ổn chừng ngữ phá ổn cá tăng bị pê na đấy cứ chừng ngữ bó phá ổn cứ cá ớt mau phliêm cứ bó ổn miên chừng ngữ nâng phliêm cá ớt mau phliêm cứ miên chừng ngữ nâng phliêm bàn chẳng bàn là ní cứ chừng ngữ cá tăng bị cả nát mau bàn cá tăng bị cả nát mau phliêm miên tay mà đông tay tầm mòn chẳng ngỏ bàn ơi chết sẽ đánh mà phê bằng mũi cho nam thôi bàn hay mua là hết với bàn ôn rồi sắt anh đem hôm đó vọt đi này mua là hết đại ôn sẵn đại mà đó vọt này cứ đại xa ôn sẵn ở vọt là lao tại đâu pê rồi tới cái tha nơi vọt là lao về chlong chứ ngư covid chân pê đâu pê chẳng kê màu bồn xạ nâng vụ khăn ông bọt nâng dạ bê bốn trăm bảy trăm hai ồ xạ nâng bọt dạ bê bảy trăm hai ba ồ ca nâng đi ca tranh vụ là lão nâng cứ để xa tại covid kháng bê covid kháng bê ba nhưng chân có tháng nào để ôi ôn màu kháng màu bọt này xâm tạch xóng có tha có ôi màu xạ nâng khăn ông bọt là lão tâm hoàng tư có tha bù nâng khăn ông bọt nó cô kê lên từ tù đại phù tăng phù đi sát tăng phù ấy cứ kê chân ta tăng ngọt khỉ anh chăng chân ôn ai chê chăng bà bình bà tù sĩ chôn này quạt trô mơ nó quạt chăng đăng ta ôn khá chung ngư gây đáy bà ôn ai bị chạy tích bàn ấy bà ôn miên chung ngư chiêm cỏ cỏ kê hai chung ngư chiêm riêu hay cứ bà ôn miên chung ngư ní cứ bà ôn chư chạp chư đáy chư chương rò thang ngay rò bê to ta dương ta chạy tham rùi anh đang ban dương ai mau quên ban chúng ngứa chiêm cỏ chiêm cỏ cỏ ấy ca ra này ca chú chập bên nó chẳng mấy ôn ai bình chạm tích ban này ca na pê đại pau chư nâng cư tro mặt ban tê đo thạ pê khang coi yum chư coi ngài chương ai ấy cột sò bài giảng chư ba chúng
ងបានន័យថារយៈពេល26ឆ្នាំហើយដែរ26ឆ្នាំហើយបាទហើយតាំងពីតូចមកហ្នឹងគឺបានឪពុកម្ដាយជូនទៅពេទ្យបាទជូនទៅពេទ្យតែដោយសារខ្ញុំអាណិតឪពុកម្ដាយខ្ញុំពេកដល់ពេលទៅបានបូនមកក្នុងវត្តណាឡោមដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងអូសាសួរបន្តិចបង្វែរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចង់សួរបន្តិចថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាប្អូនគាត់ថាគាត់កើតជំងឺនេះជាង20ឆ្នាំហើយហើយសួរថាមូលហេតុអ្វីបានគាត់អាសត្វអណ្ដែតមកនេះគាត់មានឪពុកម្ដាយដែរឬទេចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងមានជីវភាពយ៉ាងណាទើបឲ្យគាត់នឹងរសាត់អណ្ដែតមកទីនេះឬក៏គាត់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បានសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចបានឈានមកដល់វត្តនេះអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការសាកសួរពីជីវប្រវត្តិរបស់គាត់តើគាត់ចេញពីផ្ទះមកតាំងពីអាយុប្រមាណហើយមូលហេតុអីអញ្ចឹងអូនអាចជម្រាបបាទប្រាប់ទស្សនិកជនបន្តិចទៅថាមូលហេតុអ្វីហើយអូនចេញតាំងពីឆ្នាំណាដែរដែលអូនសម្រេចចិត្តចេញពីផ្ទះហ្នឹងបូនចេញមកតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំគឺបូនចេញមកពីស្រុកកំណើតមកគឺបូននៅក្នុងវត្តណាឡោមហើយបូនទៅប៉ែរាល់ថ្ងៃរាល់ខែរាល់ឆ្នាំជប់អូនបើអូនចេញពីផ្ទះមកតាំងពីអាយុប៉ុន្មានអូនឯងបញ្ជាក់12ឆ្នាំចេញពីផ្ទះមកហ្នឹងអាយុ12ឆ្នាំបានហើយយ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលចេញមកឪពុកម្ដាយបូនឲ្យចេញមកឬក៏បូនសម្រេចចិត្តខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញដោយខ្លួនឯងព្រោះនឹកឃើញថាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាមានជីវភាពពិបាកខ្វះខាតច្រើនពេកដល់ពេលគាត់ច្បាក់រត់ច្បាក់អីខ្លះអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តដើរចេញដោយខ្លួនឯងដើររកលុយដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងរកលុយនេះរករបៀបមិនដែរអូនឯងគិតពីការអញ្ចឹងហើយអូនឯងឈឺអញ្ចឹងអូនឯងអាចរកលុយតាមវិធីបែបណាដែរព្រោះបើជាក់ស្ដែងនឹងការតាំងចិត្តប្រអូនហ្នឹងពេលដែលអូនគិតពេលដែលអូនចេញមកហ្នឹងអូនគិតថាតើអញ្ចឹងពេលចេញអញ្ចឹងទាំងខ្លួនពីការអញ្ចឹងអាយុជាង10ឆ្នាំអញ្ចឹងតើជាក់ស្ដែងយើងត្រូវរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីបានលុយព្យាបាលជំងឺក្នុងគំនិតប្រអូនអូនគិតថានឹងរកមុខរបរអ្វីខ្ញុំថារកមុខរបរដែរតែដល់ពេលខ្ញុំទៅរៀនវាចេះតាគូក្បាលរបស់ខ្ញុំវាបាតុកិច្ចខ្លាំងពេកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាទទួលយកអត់បានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ូនគាត់ថាបញ្ជាក់ថាគឺប៉ូនចេញពីផ្ទះមកតាំងពី12ឆ្នាំអាយុ12ឆ្នាំទៅត្រឡប់ទៅវិញសូមកាត់អូនបន្តិចអូនមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកណាបងប្អូនមានបងប្អូន2នាក់2នាក់ណាបាទមួយវណ្ណាមួយវណ្ណៈបងគេវណ្ណាប្អូនសរុបទាំងអូនប្រមាណអ្នកសរុប2នាក់3ហេ2ចុះវណ្ណាណាគេវណ្ណាប្អូនចុះវណ្ណៈវណ្ណៈខ្ញុំហ្នឹងហើយវណ្ណៈអូអូខេអញ្ចឹងវណ្ណៈហ្នឹងអូនបាទអូនអូនឯងមួយទៀតអូនអូនឯងមានជំងឺអញ្ចឹងដែរឬក៏មិនប្អូនខ្ញុំមានជំងឺអញ្ចឹងដែរតែគ្រាន់គ្នាវះពោះគ្នាវះពោះដែរតែគ្រាន់គ្នាពិការដែរតែគ្រាន់ពិការពោះអញ្ចឹងបានន័យថាប្អូនក៏អូនអូនឯងឈ្មោះវណ្ណៈហ្នឹងក៏មានជំងឺដែរបាទក៏មានជំងឺហ្នឹងដែរក៏មានរាល់ថ្ងៃគ្នាមានជំងឺហ្នឹងនៅរៀនអាយុប្រមាណហើយគ្នាអាយុតំតារៀនដាក់ទី6ទេអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺជាកាត់បន្តិចនេះវាជាជំងឺបន្តំណពួយឬក៏មិនឪពុកម្ដាយបងអូនមានជំងឺហ្នឹងដែរឬក៏មិនអូនឯងបញ្ជាក់និយាយទៅមកពីលោកគ្រូនេះលោកគ្រូជាសភរគាត់បាននិយាយថាមកពីឪពុកម្ដាយខ្វះសែនគេថាខ្វះសែនណាដូចថាសែនយើងដូចថា10អញ្ចឹងដល់ពេលយើងបានតែ9អញ្ចឹងយើងយកគ្នាអត់បានទេអូអញ្ចឹងមកពីលោកគ្រូបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបាទលោកគ្រូសែនតំណពូជយើងខ្សោយតំណពូជយើងខ្សោយយើងខ្សោយដល់ពេលដែលយើងយកគ្នាទៅវាអាចបង្កើតជាជំងឺអញ្ចឹងបាទមានជំងឺហើយអញ្ចឹងមិនមែនតែប្អូនទេបញ្ជាក់តែប្អូនទេប្អូនរបស់ប្អូនហ្នឹងក៏មានជំងឺអញ្ចឹងដែរតែប្អូនប្រុសរបស់ប្អូនហ្នឹងរហូតដល់ឈានទៅវះពោះមិនវះពោះដោយសារវាកើតមកវាអត់មានពវៀនវាអត់មានពវៀនទេវាវះពោះដល់ពេលវះពោះស៊ីថ្ងៃហ្នឹងគឺជុំថ្ងៃហ្នឹងស៊ីថ្ងៃហ្នឹងគឺជុំថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពុកម្ដាយរបស់ប្អូនហ្នឹងគាត់រ៉ាប់រង
bồn tầng pi nè, nó cứ miên chủng ngư tầng pi nè, tầng mà đo. Bạn cứ miên chủng ngư. Ở sọc nó sọc bây đeo này chẳng. Ờ, nơi phung bây chích, khôm tờ lệ bắt sọc bông khmôm, khẹt bông khmôm. គាត់ប្រកាសគាត់ប្រកបមកប្របយដែរអូនប្រកបមកប្របកសិករជាកសិករដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងអូនឯងមើលទៅស្ថានភាពរបស់គាត់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងអូនទាំងពីរដែរឈឺទេអញ្ចឹងអូនបានបញ្ជាក់ប្រាប់បងអំពីខ្សែជីវិតរបស់ប្អូនអូនបានសម្រេចចិត្តឥឡូវប្អូននិយាយទៅនៅកុំឲ្យបងនិយាយអូនអត់សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងអូនគិតថាយ៉ាងម៉េចមិញហ្នឹងយើងបងកាត់អូនតិចដែរឥឡូវបងចូលមកវគ្គហ្នឹងវិញដោយសារតែប្រិមត្ត
chạy bàn hơi dân ở mặt đó bí đại bộ xâm rách chết chạy tranh bị sọc cầm nợ hả dụ đọc bí chân nằm mà nhớ bàn bàn ta ca tăng chết bảo bộ nâng khăn ông cu cầm nợ bảo bộ nâng bộ kết thật ta dương bị ca chứ ngay bí đại dương mau đi dân em nông bênh đại dương dân khâm tờ lừa vây nằm bây chân châm chỉ vất vọc luôn đại khuôn ai miên thầm ngư nâng nâng cầm nợ bảo chạy nhá cứ nhóm dân khâm tờ lừa bong bong đại xa bò lò miên tăng ngọt nìa đại chui lai chui xe chui phê bôn xe bà tò tùm mục tiết đọc bên chân bàn bôn sức khâm thà lờ bong bong xa bò lò miên đại chui xe chui ấy ấy tăng ngọt nìa ôi bôn bàn chìa địch thạp ca đâm bây bà tò tập bè tiết chân bàn lây thà bị muốn mau nó còn miên bom bồn này sao bom miên như thua ca sầm phía bồn này bạn có miên ông nhà cụt mì lì có sầm phía mà xa đài cụt mì lì nhé bà ông nhà cụt mì lì bà đỏ sài chi phiệp tại một hôm đó bên đi cứ ôn mình miên tê nhé bà là cứ bồn nó miên tê khoác khăn bên tên bàn bồn xong cọt sầm phía xong bong bong sầm phía tặng o khnề bình mật tu sĩ kia chôn ấy anh ấy chỉ riêng trái đan muối khi bán bán chu quạt to sọc bản nạn còn bao sọc bản nạn được khi bán bán chạy chăng và chu chỉ riêng trái đan tê hay còn pro bàn châu mò xong chặt đây miệp su khi nhom chăng tư hay có phép bị riêng rau đại còn pro miền tục lũng ba không chỉ vượt đại miền ba nhà ha trùng ngữ nâng tăng bị tối mau hay quạt tha quạt đằng tha thời taro bị nát đi, giang nam miền để sập sai tam bây giờ xa bờ miền chạy sai nhưng mà to lắm có mình ai chui quạt với lớp bị lạt tập hiệp đá nhưng mà ai chui quạt bằng kha, về bất tích tiên nhưng miền thạ bị ca kha bất tích bị tôi xem nhạt chui quạt thế, rồi chẳng không tha bây mình tôi xin kêu chôn để bàn chôn mứ tam bây giờ phải xa bờ miền CSK nhưng mà phải buồn máu, bà miền chất chia kha bà chui quạt bà tích cái đây trang cái đây đầm bay quạt bằng to chỉ vứt và quạt nâng không pê lại quạt nâng cầm bông tại miên trùng ngư ram ray và trăm cài đại cái hai đại trùng ngư chiêm cỏ cọ đại chi trùng mà vì sao ông lấy tham ấy ổn không cái hai trùng ngư hemophili ban rồi chạy sau đây anh phải mất ban lư hai cứ mình men đại ổn mà nhẹ tê đại là miên trùng ngư này cứ ổn miên bong ổn miên ổn mà nhẹ tiệt cứ tăng pin nhẹ cứ miên trùng ngư chiêm cỏ cọ nâng đại hai à hemophili nâng chẳng đấy. Ba hemophili. Hemophili nâng ba cứ chẳng pin nè tạm đong. Hay này cứ chỉ Paul bị bạ mùi, xem đẹp khổ xa bỏ quật. Là cứ cả một chẳng pin nè cứ chẳng bong chẳng ôn cứ miên chủng ngư nữa. Ba xem đẹp khổ xa quật bất chi miên Paul bị bạ. Hay ôn, xong là sao? Đòi miên ca tăng chất ba giang cho ba. Tháp ôn ở trong nom Paul lủng ba thì tụi bay ôn miên chủng ngư này cái đầu. Ba ôn ban giấy đẹp. Nhóm bát tổ là cả tăng chất nhóm bát xuống qua ta 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 hãy lấy bản bồn đách chất tranh bi của sao mau mà ở tàng đại khuôn ai nguyên chủng ngữ quát nguyên chăn tẹ mùi dây bị trẻ chẳng chứ bà và quát ban bị trẻ thả đời xa tay ôn nhóm bảo chư đai nhóm bảo chư đai bụng mà nai rô mình bàn tê chân cô sầm ra chất chạ tranh mau nó cá chạ tranh mau nó còn ai miên miên lôi bẩm mát đấy đâu này hiền chạ tranh mau bị sốc cổng náo đó bằng trong xuồng tình mới chạ tranh mau cứ nhom miên ta mà mơn ti pon tê ao thay lan kê tê hơi mà đò thay ni nâng nhom chi lan tê miên cái tranh thay rồi ao chân bắt to từ một tiền chân miên ta mà mơn ti pon tê bạn miên ta mà mơn ti pon tê mau
ມາດໍວັດຣິດຈະນິມມົນໄປຫຍັງມາດໍກາຍຫມົກວັດຕັ້ງກະສັງຄັງນີ້ນັ້ນຫມົກວັດນະລາວໂດຍຈະອັດໄຖຈໍຫມົກຈຸຍສະເດຈໍແມ່ນ ຈັ່ງ ມານେ ຖ້າອ້ອນມີ 12,000 ບາ 12,000 ໃຫ້ດັດ ເພິ່ນວ່າ ສະເມຍຈິດ ໂດຍມີການຕັ້ງຈິດແຕ່ຫມອງ ບາ ບາ ຖ້າ ត្រូវតែចេញមកដើម្បីកុំឲ្យមានផលវិបាកទៅដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដោយសារតែប្អូនរបស់ប្អូនក៏មានជំងឺនឹងដែរបាទបាទឥឡូវតាំងចិត្តខ្ញុំបាទអរគុណបាទអរគុណសម្រាប់មេកងមួយបាទគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរបាទជួយបាទដល់ដុល្លារសម្រាប់ប្អូនសម្រាប់ទៅនេះដែរហើយនេះគឺជាទឹកចិត្តក្នុងនាមយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយសង្ឃឹមជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាតាមទឹកចិត្ត ស្ទាជាថ្លារបស់បងប្អូនបានមើលឃើញខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់មានចង់បានអីទេប្រិមត្តជនជួយបាទយើងចង់បានតែថាវិការខ្លះជួយទៅដល់បងប្អូនប្រុសជាក់ស្ដែងបងប្អូនប្រុសមិនដឹងថាគ្នាត្រូវទៅរកអីទេដល់ឥឡូវគ្នាឈឺផងបាទហើយគ្នាត្រូវទៅពេទ្យរត់ថ្ងៃផងបាទហើយវាជារឿងចៃដន្យមួយដែលបងប្អូនបានដាច់ចិត្តបាទមក បាទមកជួបខ្ញុំតែម្ដងពេលក្នុងវត្តហ្នឹងចៃដន្យមែនតើគាត់ឃើញខ្ញុំផ្សាយតាមរយៈដែលខ្ញុំមកធ្វើមកការផ្សព្វផ្សាយឲ្យលោកអភិបាលបាទគឺគាត់បានមកសួរតែម្ដងថាបងអ្នកព័ត៌មានមែនបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនទូបីបានយ៉ាងណាឬក៏មិនបានក៏ខ្ញុំសម្រាប់ថាត្រូវទៅផ្សាយដែរដើម្បីស្វែងរកបាទនៅសពរស្ទួជូនបងប្អូនតិចក្តីច្រើនក្តី បងសង្ឃឹមថានឹងមានបាទມັນខ្វះទេនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះមានបងប្អូនយើងជាច្រើនដែលគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាទឹកចិត្តគាត់បាទប្រពៃជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដូចជារូបប្អូនក្រីក្រឲ្យមានជំងឺទៀតបាទហើយបងមិញហ្នឹងប្អូនមាន 20,000 ណាត្បូងគាត់ទៅវត្តហ្នឹងវត្តនេះវត្តណាឡោមចូលវត្តណាឡោមឈ្មោះអីឈ្មោះអីគាត់ឈ្មោះអីអ្នកសួរហ្នឹងបាទចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ជំងឺឈាមក្រកដែលគេហៅថា hemophilia តាមគាត់បញ្ជាក់ណាជំងឺឈាមក្រកហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺតាំងពីកំណើតមកតែម្ដងមករហូតមកពេលនេះហ្នឹងគឺអាយុ26 ឆ្នាំហើយ ហើយគាត់បានបែកចេញពីគ្រួសារគាត់ដោយសារតែគាត់មានជំងឺនេះរយៈតាំងពីគាត់អាយុ12ឆ្នាំម៉េះតែគាត់មិនចង់បាទអំពុលទុកនៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ល្អប្រិមិត្តមិនដូចអ្នកខ្លះទេបាទអ្នកខ្លះមានដៃមានជើងបាទអាចរកស៊ីបានហើយនៅតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយបាក់ចិត្តទៀតតែទឹកចិត្តប្អូនបងសូមសរសើរឈឺហើយពីការហើយ มันเอาឪពុកម្ដាយបែរសុខចិត្តដើរសុខចិត្តចេញពីផ្ទះមកស្នាក់អាស្រ័យនៅតាមវត្តធ្វើយ៉ាងណាដើររោគសពរស្ទោះទៅតាមអ្វីដែលបងអាចធ្វើទៅបានបាទខ្ញុំពីការភ្នែកហើយខ្ញុំមានជំងឺបកាច់មួយទៀតអូបាទខ្ញុំមានជំងឺបកាច់មួយទៀតបាទ ពីការភ្នែកហើយមានជំងឺបកាច់ទៀតបកាច់មួយទៀតអានឹងវាជាជំងឺប្រចាំកាយតែម្ដងមកពីកំណើតមកដល់ដល់ជំងឺបកាច់នេះគឺតំតាបកាច់ទេព្រោះតែខ្ញុំគិតច្រើនពេកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាស្ត្រេសខួរក្បាលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេថាគេហៅជំងឺឈឺជ្រូកអូបាទខ្ញុំឲ្យអូនរងថ្ងៃហ្នឹងមើលបានតែមួយជំងឺមើលបានតែមួយជំងឿភាភាភាទេបាទប្រហែលណានេះជួយបញ្ជាក់ផងណាមើលមិនមិន បាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលចូលរួមតាមដានអាចខមមិនសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដែរហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្អូនគឺអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទផងក្រុមការងារដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលខមមិនចូលហ្មងទៅមិនជប់ផ្ទាល់ហ្មងទៅដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយក៏ដូចជាលេខ ABA ខ្ញុំបានផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ថាមិនមានឲ្យបាត់មកកម្មរិលម៉ាស៊ីនណាសម្រាប់ ជំនួយសប្បុរសធម៌របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំបាននឹងពំនាំមកជូនបងប្អូនឲ្យដល់ទីតាំងនេះម្សាទៀតប្រសិនបើមានបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចេពៅចូលរួម10 ដុល្លារបាទអូចេពៅណាអរគុណបាទស្រីពៅបាទដែលបានជួយរួមចូលរួមឧបត្ថម្ភ10 ដុល្លារ
nâng ai ai chỉ đẹp tam rồi giờ ABA nâng có ban đấy nâng bánh mà chân là sĩ bớt đọc bộ là chân trong ban toàn nâng rồi tất chết ăn miên đại tì bà cứ khi nhóm chui quát đọc bộ là đây chân ní cứ mà phê đồ là hay mấy nâng mê con mùi mà được cái chì krom ca nghe khi nhóm ban toàn lại nâng có ban chui đọc bộ là đây sẽ mẹ tất chết bà là khi nhóm có xung quân hay có chun po, sĩ pơ chun po mấy con nguôi, cái đồ chìa bom ôn đài miên bẩm non bà trong chui bom pro đài miên chủng ngư bà chiêm cả cọ ní bà đài có giang na ní có xôm à chui tam là dạ vây được trong ban đã từ lư caption càng lư ní toa đài mà đong bà cứu gần đó nè bà xôm bạch chẹ bom pro mấy chữ tại anh thấy không có sao bom pro miên bom po tập pin nhẹ thì bà cứ chư chủng ngư chiêm cả cọ đi ba miên chủng ngư tăng pin này tại mà đong mà bùng mai bùng bồn mà rồi được xem ban mình chơi đang là miên ca tăng chất đời mình trăng ở bùng mà ai bảo ba bồn pro miên đang mà mơn bị bòn này bàn chạ trên bị tre màu và số ba như đó là nơi tam vuột bởi giấy tới buôn đập cho nám này ôn này ba buôn đập cho nám mà nơi ở sân đấy mà nơi tam chân giấy tới chuông một cái ôn cứ o côn nơi tam mình đa vuột để quạt ban ở chui ở bồn pro sân nã say bà nó cứ ra ti vua ram bò nó bị chiến chắc cam chiến thì ti vua ram xem em chun đại khoa cơ sót đại quạt ban mà nó đi dương khơi nhây bà ôn pro buồn đọc cho nam bọn miền vua tế cổ của bạn nâng rô lại luôn nơi đây mình này bà vâng bà vua ấy chẳng tân đấy bà bà mưa chui bò nông vua bò ấy chẳng tân bò nông vua xong bà vua bà cho ngày nó chỉ tu tới ôn ban thôi ở vậy đấy nó không vua nhom còn ta chui khăn là tới nằm tắc tai ở luộc đam ấy ở luộc chẳng tới bàn bàn chui bỏ ấy chẳng tới nó bàn ok hãy nhom cứ xong ở con đò lục rù chiên sập hòl đại quan miền tắc chặt chui đò bầu là hâu lục rù chiên sập hòl chiên sập hòl quát nơi nào đây hôm nay chơi đi mà này nâng ocon đo ocon ó cho nên là chui ôn hay nâng ocon đo ocon bị cha đo bọn ở đa lê em phong lê em còn lê đại chẳng đấy đại đôi nơi nông của mình đó ở trong bang ấy đại lê chủ sa phải để em về tới em về chung một đang tới tầm bây giờ bình mặt tôi sẽ chôn cột để chẳng chui bạn ở con chia số chia ta bạn đại bàn châu rùm chấm nuôn đắp đồ la rồi mẹ ôn pro bạn ô bà bánh tam giờ ấy bé mà ở con mình tên là ngày hay mùi mình tiết chấm ôn pro ai thay em nó con rồi mẹ mẹ đại lo chui ôn nó mộng bà nhớ xong thay em nó con đò bong lục chấm tiêu lúc xảy nên em cái nhà tặng ơ cái này để bán chui bầu nóng có lòng màu ở trong xung một tích tiết tiết bò nâng chủng ngư bà bò nâng là mua là hai đại thử tập bè hoàng ngay nâng à cá ra dàng mấy đáp đại thử tập bè chi bà chăm nâng cứ bầu chư rò thằng ngày cứ thử tập bè chạc nam rò thằng ngày rò bê chạc nam bà tư chạc nam tư chạc nam tư chạc tam sạch đồng tam sạch đông chưa được rồi mà tam sạch đông đai tam chạm bằng ngay pim chồn nhom pim chồn ở trong poka chạm tháng năm trong poka mưa trong ngư nó đôi khi mình miên băng thải bị cay thế này nè ba nhom miên ban cây cỏ kê môn khnông mầm chồn pet yo tai đọc bè lử khnông mầm chồn pet yo tê ba tại chẳng na khoa sôi qua ta sôi nhom mọi miên kia sôi tới ban cả hộp chọc chỉ bị chạm năng chạm đánh nó pet nào đó để ôn được chiêu bài nơi pet có ma chiết bông nơi thằng lành pet có ma chiết sợ hôi gì riêng rồi thằng ngày nắng pet thì dân thử tự nó mà ngày dân thua làm ná tự máu nó phòng má đấy nhom chôm nai từ bình từ màu còn là tha chôm nai từ đó pi mơn màu đó pi mơn từ pi mơn màu pi mơn ba là từ đó pi mơn của to lai cái này tôi thay kia hơi kia cho bàn tâm năng áo hơi kia cho áo hơi kia tha tư pi mơn mau đó pi mơn tư dương đó tư chạy tham mũi dương đó mau quên dương hả bàn xong kia tâm pi mơn pra mây tư mau ấy chẳng tư vô thế
ở miền hồ pass up na để những thu lại đi cho chui ở miền như vậy bàn bàn ở quân tràn miền tây mình bật hay ở ngay ní những người vào ôn ní chư chọc cha bếp bê đây chư bê tự che bê tự che ai nâng chư lục kêu có rau bê tự che nâng lục kêu có rau tham cùng tài vô mà lê bố bóng lọp lư đăng khóa đá đẹp quan trọng người nắng bê đặt tự che bê đặt ní nắng cứ chọc ba chọc đo cho ăn bà ba trom thọp miên sạch nhiệt để quạt thọp miên chừng nắng đáy vì là ấy bà ôn mình miên chừng nắng tầm một đi mà bà ôn bị ca hôm nay hơi miên chừng nắng cá tiệt mà cá tiệt trong như chừng nắng chưa ăn này đây long bà ôn mấy chân chẳng na bà ôn còn là sôm aoi bà sập rạch chun đại ban châu mưa ta bây giờ phải xa bọn mình sẽ thế như mà phải buồn máu đi mà chui tích cái đây tràn cái đây mà đầm bay chui bần to chỉ bất ổn là np khẳng mục mà dương thôi chẳng na ổn hoàng ấy ru ban đời xa ta hộp bài vót ru nơi không vót ấy ban lôi kha bị sập rồi chun ngôi chùm nuôn để con miên chất sập rồi thoa nứng mà đầm bay ổn cho tập chia ban np mà chỉ đừng nói bọn miên sập rồi chun tí ổn có bị ba không ca luôn nơi đây anh ấy dừng vậy chơi đây của không mà ngay cái ôn thử tập quét bà riêng rồi ngay bà chạy sạch đông bà chỉ ngứa đi cứ ta mà quay để ôn mà chạy nó cứ thử chạy nam bằng ngay chứ này bà chạy nam ro thay ngay ta chạy ro thay tam sạch đông mà ngay pim chul bà phải mất tôi xin cái chun bà cứ chạy ro thay tay mà đong cứ mà ngay pim chul mà ngay pim chul chân thử ca xong một chiếc bếp khi ăn miên cho thay bị cài tê à với đây là không khai chùm nai đi mà bông mai bông bôn cứ chùm nai từ lưu ca thôi đầm na chùm nai từ lưu ca hốc chọc của bôn tam ca bệnh chia bà bôn nó cứ miên sọp rồi chun chui bôn chờ nai tại túc ắt nhà tê nè để sao tại ca chùm nai rồi ngay đi bị chờ nai đầm bay bật to chỉ vẫn miên cái chui tại tọt thì tọt chọc hốt đây mình chẳng này bạn miên cái chui khăn áo tới cái chui tới khăn áo cái o tới chừng lời nếp ôn bón của mình miên ai cho ăn đấy nè bón của miên thạ bị ca khá đi nè đi tập chất vào bón bón chỉ nè bón miên ba của mình miên bạc khai miên ấy đây thì lời nếp sẽ bơi chị ta nó có chun đập lá đấy nè chừng bón đập lá chui bàn bàn na tơ tam bàn năng tơ na hơi chừng khâm tha năng miên sắp rồi chun chỉ chăn tiết để quạt trâu mưa tam để dạ pcsk năng năng chui tơ đo bồn pro bà sóc bàn nã để quạt miên chủng ngư chiêm cả cọ ram rai tăng bị cát mau rồi hôm đó bên đi bằng đài giang nam mình dừng nơi tại xa nơi tập chặt bà quạt bà nong p để quạt miên chủng ngư hơi năng quạt năng miên chăn tẹo mũi để mình oi ở bụng mà đái quạt bà cứ lủng ba đại sa quạt tê phù lủng ba đại sa bôn pro vậy tới miên pi nè đã chưa chưa chủng ngư chưa mà con đang thằng ngon nè pi nè đầu pi đầu pi là online ba lai nơi khnông quạt ba tăng cả sang hàng thập bồn tăng cả sang hàng trương tại mà đong phù quạt luôn nơi khnông quạt đi bây mà tôi chỉ chốn ai mọc chuột quạt ai ôp thom quạt nơi khnông quạt đi các bạn đấy ơi ai cho thằng nẹt thằng đong tam đây chủ sáp ôn các bạn đây năng này lấy tu sáp bậc nhóm bán miên là lớn hay lấy tu sáp ôn ôn ai chạy lấy tu sáp đi nhá lấy tu sáp nhóm son cao với hồng pal hồng pal sai cột lấy tu sáp muối và đã trong căn nghĩa đã lấy tu sáp mà xôm ra tiết son cao với hồng pal sai cột ôn son cao với hồng pal sai cột và bây giờ mất ai tầm nẹt tầm nong tam rồi lấy chủ sáp ôn toa cả bán rồi còn tầm nẹt tầm nong tam rồi lấy chủ sáp nhóm bán đại miên đã là lưới khép sân cái đôi chi e bé nhóm bán toa là lưới năng hay nhóm bán năng bom nom nữa ẩm nói sao bà toa là bao bom ôn mà nói bắt xong bay tay mùi sen bà cứ dốc mặc chun ôn sân bà miên bây mất tôi này cái chun đại chỉ sáp là chun trăng chui ôn bà p để ôn chứ miên chủng ngữ đi bà
hơi chân dạng nam mình có xôn thay nhầm nó côn từ đó bông mai bằng phôn bà chi bà chỉ thông này mà đòn bà hay phôn nên ấy sẽ mẹ bà thay mà nó côn từ đó sắp bà chun đấy để bàn chui phôn không pin đi đừng pin cào bóng chưa chết tha bẩn to bị miên cam sai nằng miên tụi bay tịch ở đây chơi ăn cái đấy nằng miên sắp bà chun để quạt trôn mưa nó quạt bằng trôn của mình hay quạt nằng chui bà chui của pin khác ông pin đi quạt bàn mưa của quạt nghịch lăng dùng tí quạt mưa của sai quạt mưa quạt nằng khơi hay phôn pro cứ nằng quạt tăng cả sang hàng trường đi to đẹp đòn hay bây mất tuổi lớn ai trôn mưa lấy chủ sắp bà quạt ta mà giặc rong càng nghe quạt bàn đạn ở khung comment đi phòng này bà lấy phôn nó ai miên ai thay nó quần nhưng xôm thay nó quần đòn bong prong bong pro bong mê con nguôi mẹ con môi hay nâng bong chít ta hay nâng bong sợi bơ hay nâng bong sơn trang vang sao bong miền CSK hay nâng nhôm sôm thay em nó côn giang chi chơi ôm phật bị nhom bạt vân nạ và ở côn trang miền tây bong sừng khâm tha nâng miên sập rồi chôn chỉ chơi